Chào nhà thuốc, mẹ em bị bệnh tiểu đường, công việc khá bận rộn nên em định mua trà túi lọc dây thì canh cho tiện lợi. Xin hỏi là bị tiểu đường thì dùng trà túi lọc dây thì canh có tốt hay không? Em thấy hiện nay sản phẩm cây dây thì canh khô giá cũng rất hợp lý. Em xin hỏi là mẹ em thì nên uống trà túi lọc dây thì canh hay là dây thì canh khô thì sẽ tốt hơn? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, dây thì canh thì bạn có thể sử dụng dưới nhiều hình thức như là sử dụng cây dây thì canh khô hoặc là trà túi lọc hoặc là dạng cao hoặc dạng viên thì đều được bạn nhé. Sản phẩm phải rõ nguồn gốc và chất lượng phải tốt. Trong những dạng trên thì loại chế biến sẵn thì chất lượng sản phẩm còn phụ thuộc hoàn toàn vào nơi sản xuất chế biến. Chỉ có dạng phơi khô là bạn có thể kiểm tra được chất lượng sản phẩm. Bạn có thể nhìn thấy được sản phẩm có bị mốc hỏng, chất lượng tốt hay là chất lượng kém. Hơn thế nữa thì cây dây thì canh khô thì giá bán hiện nay rẻ hơn rất là nhiều so với những loại đã chế biến sẵn, rẻ hơn rất nhiều lần. Do vậy thì bạn có thể tiết kiệm được kha khá chi phí. Tuy nhiên thì cũng tùy thuộc vào điều kiện của bạn. Nếu như là công việc không cho phép thì bạn có thể sử dụng sản phẩm trà túi lọc dây thì canh hoặc là cao dây thì canh. Nếu như là có thời gian đun nấu thì chúng tôi vẫn khuyên bạn là nên sử dụng cây dây thì canh khô thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn hơn.